Anh xin gửi cho em 1 triệu của chị Kim Nguyễn. Dạ, không có mà. Rồi, chị Kim Nguyễn ở bên Mỹ em, thì dạ. Em có lời gì cảm ơn chị không? Dạ, em cũng cảm ơn, xin cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em ạ. Rồi, chị Kim Nguyễn ơi, thì em trai á, thì không có lời lẽ chị, thì giống như mọi người, thì em thấy cái hoàn cảnh này á, thấy đáng thương quá. Em chích ra một số tiền để mà giúp cho em có thể trả cái phần nợ mà lo cho mẹ bệnh ở trên bệnh viện đó chị, là 1 triệu. Dạ. Thì người thứ hai là chú Minh La đã gửi cho Châu Phú là $400 quý vị, để giúp những hộ gặp khó khăn. Thì Châu Phú cũng giúp là 4 hộ rồi, những hộ mà gặp khó khăn nghèo quý vị. Nay Châu Phú xin chích ra 1 triệu nữa để giúp cho em. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn. Là chú Minh La. Chú Minh La. Dạ, con xin cảm ơn chú Minh La đã giúp mai cho gia đình con. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn đồng hành cùng Châu Phú đến một cái hoàn cảnh quý vị rất là khó khăn. Khi mà Châu Phú nhận được cái cuộc gọi để mà cầu cứu quý vị, thì Châu Phú đi lên bệnh viện mà đi không kịp quý vị, vì cô đã vào cấp cứu rồi quý vị. Thì Châu Phú mới là alo và nói khi nào cô được xuất ra ngoài phòng ngoài để nằm, thì Châu Phú sẽ đi lên để mà hỗ trợ cho cô. Vì cái hoàn cảnh này khá là đặc biệt quý vị, gia đình nghèo, đi mượn tiền để mà trị bệnh, thì công nhân mà đi bốc vác đó quý vị, người ta không cho mượn tiền quý vị, thấy tội lắm. Nên Châu Phú muốn giúp đỡ cái hộ này để mà trị bệnh cho cô. Thì hiện giờ là cô đã không qua khỏi quý vị. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với Châu Phú để đi vào thăm cái gia đình này, vì Châu Phú đồng cảm được cái sự mà hiếu thảo của anh, và cái lúc mà đi mượn tiền người ta không cho quý vị như thế nào. Tại vì Châu Phú là cái người mượn tiền người ta không cho hồi thở mà Châu Phú còn nhỏ nhỏ quý vị. Tại vì nhà Châu Phú lúc nhỏ nghèo lắm. Thì nay cũng đã đỡ lên, Châu Phú mới đi làm YouTube quý vị. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với Châu Phú để đi vào căn nhà của người bạn này nha quý vị. Vì Châu Phú hiện giờ trễ quá, đi đến đây thì đã sập tối quý vị. Mời quý vị đi vào trong nhà của người bạn ấy nhé. Vâng, kính thưa quý vị, thì nay Châu Phú đã đến nhà của em trai đó quý vị. Thì mời quý vị và các bạn đồng hành cùng Châu Phú vào trong nhà nhé. Chào em. Chào anh. Dạ. Thì hôm nay nè, thì anh nhận được cái hoàn cảnh của em á. Dạ. Là cũng mấy ngày nay rồi. Hôm nay thì anh đến đây là để trước là anh thăm gia đình mình. Dạ. Để mà chia sẻ những cái nỗi buồn của gia đình mình hiện giờ. Dạ. Và sau đó thì anh sẽ hỗ trợ cho em một phần tiền để mà em có thể trả nợ cho bà con ở đây. Dạ. Thì kính thưa quý vị, do Châu Phú 3 ngày trước Châu Phú có nhận được cuộc gọi của cô ở xóm đây nè, gọi để mà nhờ sự giúp đỡ cho cô này là cô Ngọc. Cô Ngọc. Dạ. Cô Ngọc quý vị. Thì cô Ngọc đã nằm ở trên bệnh viện quý vị, và
đang ở trong phòng cấp cứu quý vị. Thì Châu Phú nhận được cuộc gọi là cô Ngọc bị tai nạn xe và cần một số tiền để mà nhập viện để mà điều trị quý vị. Nhưng mà Châu Phú chuẩn bị đi lên thì cô đã được chuyển vào trong phòng cấp cứu rồi. Nên Châu Phú lên trao tiền không được quý vị. Vì làm YouTube này nè thì phải gõ gàng, và khi mà trao tiền đó là phải trao tận tay cái người mà bị bệnh đó quý vị, để Châu Phú quay lên để báo cáo với Mạnh Thường Quân. Này không được, khi mà nghe thông tin lại quý vị thì cô đã mất rồi. Nhưng mà trong cái lúc mà cô bị bệnh đó, em trai mượn tiền được mấy triệu để mà nhập viện, mượn thêm nữa để đóng tiền vào thì ở đây người ta không có cho mượn quý vị, vì em trai hàng ngày đi bóc giác. Do bóc giác ngày không được bao nhiêu tiền, chắc cái cảnh nghèo quý vị thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Nếu mà cho mượn tiền nhiều quá thì không thể nào trả nổi quý vị, vì Châu Phú cũng nằm trong cái hoàn cảnh đó, Châu Phú cũng hiểu. Mà hiện giờ thì Châu Phú tốt hơn rồi quý vị, nên Châu Phú làm những cái công tác thiện nguyện và từ thiện như thế này để giúp đỡ cho những người nghèo quý vị. Thì qua đây thì cũng anh cũng nhờ em là giới thiệu là em là cái tên gì cho quý vị và các bạn biết để có thể giúp đỡ cho mình. Dạ, em tên Lâm Nẩm, còn đây là chị gái em là Lê Hiển Phương. Vậy ha. Dạ. Em là Lê Minh Nẩm. Dạ. Em nghề nghiệp làm bốc giác ở cảng. Bốc giác ở dưới cảng ha. Dạ. Một ngày vậy là được bao nhiêu em? Dạ, có được 200.000. Ngày 200 mà có điều hoài không hay là? Dạ không, hàng quá không có, cũng như là không nhập bóc bên. Bóc bên ha. Dạ. Rồi bình thường là em đi bốc giác. Dạ. Thì ngày được 200. Dạ. Mà còn những ngày mà không có theo tuần thì em làm được mấy ngày? À, tuần em làm những 4 ngày. Tuần làm được 4 ngày. Dạ. Ha. Rồi chị của em có làm gì không? Dạ không, tại vì chị em là bị bệnh từ nhỏ lớn. Vậy là dạ. Chị em là bị bệnh từ nhỏ tới lớn ha. Dạ. Vậy là em và mẹ. Dạ. Làm lo cho chị. Dạ. Ba em đâu? Dạ ba em cũng mất rồi. À ba mất rồi ha. Dạ. Ồ mô Phật. Dạ. Thì cái tình hình á, mẹ em sao mà bị tới nông nổi vậy em? Dạ mẹ em là lúc bị xe đụng á, là lên bác sĩ nói là gãy xương sườn số 2 đến số 6. Dạ dập. Dạ bị dịch ra mà lá phổi á. Dập lá phổi ha. Dạ. Rồi xong chị cũng được mười mấy ngày, cũng bác sĩ cũng cho về. Là tính bữa 18 tây là mẹ em bị nặng lại, là lên nhập viện lại. Gì ha. Dạ. Là cô á bị làm sao mà bị tai nạn dữ vậy? Dạ mẹ em đi bán mì ban đêm á. Vậy hả? Vậy dạ. Là bán ban đêm mấy giờ đi bán hả? Dạ bữa đó 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi là dạ. Đi ra lò để đếm bánh á. Khuya vậy đó hả? 11 giờ rưỡi khuya hả? Dạ. 11 giờ rưỡi khuya ra lò đếm bánh tới người ta đó, rồi để kiếm được 50.000. 50.000. Dạ. Là bị đụng vào giờ đó luôn ha em? Dạ. Nhưng mà giờ đó bị đụng rồi em hay liền không? Dạ không, tại vì ở mấy cô đó đó cho chở đi xuống bệnh viện. Rồi bảo cô đó thông báo cho khóm mới đưa kêu em ra ngoài được. Vậy đó ha? Dạ. Là em hay là mấy giờ? Dạ em hay là 12 giờ 15. 12 giờ 15. Dạ, không, không giờ 15 phút không đêm. Vậy ha? Dạ. Thì khi mà cô mà bệnh hay gì đó thì dạ. Em có thể chia sẻ là cái lúc mà em chạy một chọt mượn tiền sao không? Dạ cũng như là em cũng mượn cô này, cũng như là cô này cũng 1 triệu, cô kia 2 triệu đó. Rồi em cũng mượn được 5 triệu. Rồi em đóng viện phí hết rồi. Rồi em đi chạy chọt nữa là em hỏi không có được nữa. Không được nữa ha. Dạ. Vậy ha. Bởi vì thấy hoàn cảnh này quý vị, đi mượn tiền mà không được quý vị. Vì quý vị biết á, là nhiều khi mấy cái hoàn cảnh nghèo gặp khó khăn quý vị, mượn tiền rất là khó. Mà trong khi đó bà con hiện giờ là cũng bị ảnh hưởng dịch cúm nữa nè quý vị. Dịch Covid làm ăn cũng không có tiền quý vị, nên không có thể nào mà giúp đỡ cho em được.
Thì hoàn cảnh của em hiện giờ là em có đi làm gì không? Dạ hiện không. Giờ nè. Dạ không. Vậy hả? Dạ. Mấy ngày nay vậy là em không có thu nhập gì hết? Dạ không. Từ lúc một tay em để tới giờ là em cũng làm ăn gì được. Rồi hiện giờ là tổng cộng cái số tiền mà em phải trả nợ là bao nhiêu? Dạ 5 triệu. Em đang thiếu hiện giờ là 5 triệu. Có lời không em? Dạ không. Làm mượn không á ha. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì đây cũng là một cái hoàn cảnh khá đặc biệt quý vị. Vì cho Phú tính đi lên trên bệnh viện để giúp mà giúp không được, cô không qua khỏi quý vị. Nhưng mà em trai hoàn cảnh thì cũng khó khăn. Cái nhà này là được ở khóm cắt phải không em? Dạ. Đây cái nhà đây ở khóm cắt nha quý vị. Cũng ở trước đâu này kia cũng cao su đồ gấp hết trơn rồi. Dạ. Thì thì cái này kính thưa quý vị, thì hôm nay cho Phú thấy cái hoàn cảnh của em cũng gặp rất nhiều khó khăn quý vị. Bê cảm hết, thông cảm quý vị. Của em rất là khó khăn. Thì cho Phú cũng đến đây có hai vị mạnh thường quân đã gửi cho cho Phú có một số tiền để mà giúp đỡ người nghèo quý vị. Thì đây cũng là một cái hoàn cảnh nghèo và khó khăn, thì Châu Phú có thể xin phép hai vị đó trích ra một số tiền để giúp cho em để trả cái phần nợ đó quý vị. Thì qua đây Châu Phú cũng kêu gọi thêm mong mọi người có thể giúp đỡ cho em để trang trải những cái lúc khó khăn như thế này. Vì mỗi lần là em bóc giác lo cho chị thì mẹ cũng đi bán bánh mì không đó quý vị, và điếm bánh mì giấc khuya để lo cho chị. Bây giờ đã mẹ đã mất thì còn có mình anh em trai à, mà trong khi đó đang gặp khó nghèo khó mà không có vợ con gì chân mà phải lo cho chị gái mà bị bệnh khờ như thế này thì quá là tội nghiệp luôn quý vị. Nên Châu Phú có thể giúp cho em một phần. Vâng, vậy Châu Phú xin phép đọc lên số tiền của quý mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú. Thì chị Kim Nguyễn đã gửi cho Châu Phú là 500 đô để giúp bà con nghèo và có thể thả cá phóng sanh đó quý vị. Nay Châu Phú chích của chị ra 1 triệu đi để giúp đỡ cho em trang trải một phần nào đó để những cái lúc khó khăn như thế này nè chị. Thì qua đây anh xin gửi cho em 1 triệu của chị Kim Nguyễn. Dạ không, cảm ơn. Rồi chị Kim Nguyễn ở bên Mỹ em. Thì dạ. Em có lời gì cảm ơn chị không? Dạ em cũng cảm ơn, xin cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em ạ. Rồi chị Kim Nguyễn ơi, thì em trai thì không có lời lẽ chị. Thì giống như mọi người thì em thấy cái hoàn cảnh này thấy đáng thương quá. Em chích ra một số tiền để mà giúp cho em có thể trả cái phần nợ mà lo cho mẹ bệnh ở trên bệnh viện đó chị, là 1 triệu. Dạ. Thì người thứ hai là chú Minh La đã gửi cho Châu Phú là 400 đô quý vị để giúp những hộ gặp khó khăn. Thì Châu Phú cũng giúp là 4 hộ rồi, những hộ mà gặp khó khăn nghèo quý vị. Nay Châu Phú xin chích ra 1 triệu nữa để giúp cho em. Dạ. Rồi em xin cảm ơn. Là chú Minh La em. Chú Minh La. Dạ con xin cảm ơn chú Minh La đã giúp cho gia đình con. Dạ. Dạ thưa chú Minh, thì con cũng cái hộ này là con giúp là người thứ năm mà chú, người thứ ba là còn 6,2 triệu, người thứ tư là chú Sáu Mâm con mới giúp thêm 1 triệu nữa là còn 5,2 triệu. Thì đây con giúp cho em thêm 1 triệu nữa là còn 4,2 triệu. Thì kính thưa quý vị, thì qua đây Châu Phú cũng xin kính chúc toàn thể quý mạnh thường quân và tất cả bạn bè
có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn. Dạ mô Phật.